Tôi bán mưa gió lên một đoạn video cho anh em cùng tham khảo. Đây là cái con máy tin MS 651 mà Toàn đang gắn cho nó là cái lam 80 cm. Một con máy trong phân khúc khai thác chuyên nghiệp. Mọi người lưu ý là khai thác chuyên nghiệp nhé, dành cho anh em đi khai thác cao su, keo, tất cả các loại cây. Anh em thường anh em đi cắt những cái cây xà cừ lớn đó, thường thì rất là ưa chuộng những cái dòng máy công suất lớn này để cắt những cái gốc cây. Thì mình theo như mình thấy thì hiện tại thì nếu như cây ngoài bên ngoài bây giờ hiện tại, nếu như không đi cắt rừng nữa thì mình thấy là chỉ có những cái cây sống hiện tại thì đa phần là chỉ có những cái cây đa, cây đề hoặc là những cái cây xà cừ nó lớn thôi. Cái sản phẩm đó thì nó đáp ứng được tất cả mọi nhu cầu mà của anh em mà đi sử dụng, đi cưa khai thác chuyên nghiệp ấy. Để mà nói về cái công suất của nó thì gần như nó là hiện tại là nó đang bán mới và công suất tốt nhất của dòng Estin hiện tại. Vì 660 hiện tại nó đã hết hàng rồi, nó không còn bán hàng 660 mới nữa. Đâu đó ở ngoài thị trường thì vẫn còn một vài nơi người ta, anh em người ta có những cái sản phẩm mà kiểu như ta hàng tồn lại, tồn động lại thì giá cũng bị đội lên rất là cao. Nên cái sản phẩm 651 này thì nó đáp ứng được và nó thay thế cho cái dòng 660 rất là tốt. Piston của dòng này thì nó khoảng tầm 56 mm. Nhưng mà người thấy là tất cả những cái dòng máy cưa đa phần như là những cái dòng 381, 382 thì nó chỉ 52 mm thôi. 372 của Hu thì nó cũng khoảng tầm 50. 365 thì có 48. Như những cái sản phẩm đó thì nếu mà để kéo lam dài thì nó sẽ hơi đuối. Đó, mọi người thấy là cái sản phẩm này nó kéo được từ những cái lam ngắn cho đến những cái lam khoảng tầm 1,5 m. 1,5 m thì anh em có thể chế thêm, cắt có thể là sẽ tốt, rất là tốt. Còn đặc biệt dòng Estin thì nó sẽ có những cái dòng mới nhất hiện tại, là lớn nhất hiện tại và mới nhất. Đó là cái sản phẩm 881 là lớn, rất là lớn. Hoặc là những cái con 500i, MS500i thì ở thị trường Việt Nam mình không có đâu. Ở thị trường Việt Nam mình không có nhập. 500i đó nó sử dụng chế điện tử mọi người. Chế điện tử thì để mà sử dụng ở trong cái môi trường bụi bặm rồi nóng như ở Việt Nam mình thì chắc có lẽ nó sẽ không được bền lắm. Tại vì thứ nhất là cái công nghệ mới, rồi thứ hai nữa là để mà thay thế được những cái sản phẩm phụ tùng của những sản phẩm đó thì Việt Nam chưa có nhập về. Nên mọi người thấy là cái sản phẩm mà Estin MS661 á thì hãng cũng có công bố là cũng có dự định là về Việt Nam, nhưng mà nó lại cái sản phẩm đó có một vài cái lý do nào đó mà nó không được đưa về. Nó đưa về cái sản phẩm hãng là đưa về cái sản phẩm 651 này thì để nó thay thế. Dạ, em chào bác Đồng. Trong lúc chờ đợi thì cũng làm một đoạn video phát trực tiếp cho anh em xem. Và cái sản phẩm này á thì bên Toàn đang có sẵn, nên mọi người có nhu cầu mua sử dụng thì cứ liên hệ, Toàn sẽ ship hàng COD toàn quốc. Mọi người mua hàng thì chỉ dựa trên cái sản phẩm có thật nhé, có sản phẩm có thật là mua hàng thôi nhé. Bên mình là có hàng thì mới bán, mới đăng. Hoặc là anh em order, hoặc là anh em cần thì mình order về cho. Đấy, những cái sản phẩm như thế này cực kỳ đẹp. Để nói về đánh giá thì mỗi cái dòng máy nó có một cái nét đẹp khác nhau. Kiểu như là những cái dòng Hu thì nó sẽ liền liền như thế này.
Những cái dòng hu thì nó sẽ có cái dàn áo liền, phần bên trên thân vỏ nó sẽ liền, và cái ốp á, cái ốp thì nó sẽ tháo ra bằng những cái nút cài, đa phần nó là như vậy. Ở nhược điểm của cái nút cài thì nếu mà những gặp những cái người mạnh bạo tay, sau một thời gian sử dụng thì nó sẽ kiểu như là nó bị bong, bị rớt, bị gãy, mình phải thay thế. Còn Eptin thì người ta lại sử dụng ốc vặn, thì mỗi cái nó có một cái ưu điểm nhược điểm khác nhau, thì tùy vào sở thích của từng người. Có những người thì nói là Eptin xấu quá, Eptin tự nhiên có một cái G cắt ở giữa, cắt đôi cái máy ở giữa này ra, làm cho con máy nó dạ cảm ơn anh Nguyễn Thanh Sơn. Cái con máy Eptin thì nó lại có cái đường cắt như thế này, và khi mình tháo ra thì mình chỉ nhìn thấy cái lọc gió thôi. Còn dòng hu thì nó sử dụng một cái áo liền. Đấy mọi người thấy không? Cái áo liền ấy thì nó lại khi mình tháo ra thì nó sẽ nhìn thấy toàn bộ bên trong. Và mọi người thấy là vệ sinh, nói chung là vệ sinh khá là dễ. Đó, đặc biệt là của cái dòng này. Đó mọi người thấy không? Nó tháo một cái là nó độ hết cả cổ xăng đồ này ra kia ra. Để mà kiểm tra thì cực kỳ dễ luôn. Đó, nếu mà dòng, nếu mà nói về dòng hu thì mình thích cái điểm đó. Nó dễ dàng. Nhưng mà Eptin thì nó lại có một cái đặc điểm như thế này. Mình sẽ cho mọi người xem nhé. Của Eptin, đây là một con Eptin 651 đi. Mọi người muốn tháo cái dòng Eptin 651 này ra, đó, chỉ cần một cái nút vặn rất là nhẹ nhàng thôi, mọi người có thể tháo được cái nắp ra này. Vặn nhẹ một cái là nó ra. Rồi tiếp theo mà muốn, nếu mà chúng ta muốn mở cái này ra thì chỉ cần mở cái buji nhá. Đầu tiên là mở cái buji ra này. Đó. Tiếp theo vặn cái này ra. Vặn một con ốc này ra thôi. Nói chung là mỗi người thích một cái hình dáng, cái kiểu cách khác nhau. Giống như là ai đang đi Toyota thì không bao giờ thích đi dòng Ford, mà đang đi Ford thì không quay, muốn quay lại Toyota nữa. Kiểu như thế. Đấy, mở ra. Rồi xong. Một con ốc mở ra cái là mọi người đã thấy rồi. Nó cũng lộ ra hết tất cả những cái gì mà cần để nhìn. Cái ưu điểm của dòng 651 này á, thì mình nhìn thấy trực quan ở đây. Đó là mọi người dùng lại một chút xíu nhé. Hu 365 giá bao nhiêu tiền? Dạ Hu 365 thì nó khoảng tầm gần 11 đấy. Đây 651 mọi người thấy. Nó cũng sẽ lộ ra, tháo được hai cái nắp nó cũng sẽ lộ hết tất cả những cái gì mà chúng ta có thể nhìn thấy. Và nòng của 651 mọi người thấy là rất là đẹp. Cánh gió nhé, cánh gió nó sẽ làm mỏng hơn, để cho giúp cái con máy nó nhẹ ký đi một chút. 660 thì cánh nó sẽ rất là dày. Và nòng, có một anh em nào đó hỏi mình comment á, là nòng của 651 có gắn được cho 660 hay không, thì hoàn toàn không gắn được, hoàn toàn không gắn được, tất cả mọi thứ nó đều khác, không thể gắn được. Đó, buji này, đặc biệt buji của Eptin thì nó sẽ là buji bốt nha mọi người, buji bốt. Nguyễn Thắng, hai Toàn thấy thông báo nhưng giờ mới vào xem. Dạ cảm ơn anh. Cảm ơn anh Nguyễn Thắng, cảm ơn anh Nguyễn Thanh Sơn, cảm ơn anh Hùng Phi, cảm ơn anh Hơn, anh Phùng Hữu Đồng, một khán giả mà rất là yêu mến kênh của Toàn Mới Bãi. Đó mọi người tháo buji nhé.
chỉ cho mọi người một cách, đó là tháo Uzi mọi người cứ đặt vào đúng vị trí, tháo đặt vào đúng vị trí, mọi người lấy tay mọi người đập một cái như thế này đó. Nếu mà cứng quá thì có thể là nhìn lấy một cái gây gỗ nhỏ thôi gõ, chứ nhiều khi là không quen thì lại sợ, không quen thì thường hay sợ nó bị hư hỏng á, thì lại cứ lấy tay ấn mãi nó không có ra, nó ra không ra được cái buji. Mọi người lưu ý nhé, riêng về dòng Estin 651 này thì khi xuất xưởng thì tất cả những chiếc máy nhập về Việt Nam đều được thử nổ nhé mọi người nhé, thử nổ hết. Tức là khi xuất xưởng và nhập về là tất cả mọi chiếc máy đều nổ hết, nhưng mà không có đổ xăng đổ nhớt vào nhé. Người ta sẽ test, người ta cắm xăng rồi người ta sẽ nổ luôn. Bởi vậy nên là tất cả những cái buji của 651 á, nó đều có cái màu như thế này. Đó, có hiện tượng cháy nhá, có hiện tượng đã có những cái nút xăng cháy ở trên này. Đó, nên là anh em sử dụng á, nên anh em sử dụng thì yên tâm là tất cả những máy 651 là khi ra ngoài thị trường là đã được kiểm định hết rồi, và nó có cái mã này. Toàn sẽ lật cái máy lên cho mọi người cùng xem nhé. Đây. Đây mọi người. QC 234, tức là người ta đã kiểm rồi nhé mọi người nhé. Người ta đã kiểm cái máy này, người ta đã kiểm rồi. Đã được giống như kiểu anh em làm trong công ty đấy, làm trong những cái chân QC là kiểm hàng đấy. Đó. Tất cả những con máy đều được nổ thử rồi mới xuất xưởng hết. Và máy hoàn toàn chưa đổ xăng mọi người nhé. Hoàn toàn chưa đổ xăng, chưa đổ nhớt. Nhưng mà khi mọi người tháo buji ra là sẽ thấy buji đã nổ chứ không phải là buji cũ. Đó. Và cũng hoàn toàn là cái máy, có những chiếc máy người ta nổ nó sẽ lâu hơn một chút xíu, thì mọi người mở khi nhận cái máy có thể là quẹt tay vào cái lỗ bô thì sẽ có cái đường gọi như là cái bám khói đen đen nhẹ nhẹ như thế này này. Đó. Tại vì những cái dòng máy cao tiền như thế này thì người ta sẽ phải test thử xem nó có bị lỗi, có bị tật gì hay không. Còn đấy là cái quy chuẩn mà người ta lắp ráp ở bên những cái hàng máy ở trên bên Đức thôi nhá. Anh em yên tâm. Này, cái tip Muji của Hu nhìn ngộ ha. Ngắn chút xíu à, như cái tàu vậy. Của Estin thì nó sẽ dài hơn nhá mọi người. Estin 651 đó thì nó sẽ là một đầu 19 luôn, và bên này nó sẽ là trơn. Không có 13 nhá. Cái này thì ở bên Hu á thì nó sẽ là một đầu mở buji, còn một đầu là mở ốc lam. Nhìn cũng khá là chất lượng nhưng mà nó không có dập chữ lên trên này, còn của Estin thì nó sẽ dập chữ lên. Những cái dòng máy như thế này mọi người đi khai thác thì cực kỳ sướng luôn. Bữa nào anh làm một clip so sánh từng bộ phận 381 với 382 đi. Ok anh. Hôm nào em sẽ làm, tiện em sẽ làm một video. Nguyễn Thị Hương Giang, dạ chào chị. Con máy này nó khoảng tầm hơn 24 triệu. Dạ anh Dũng Đỗ. Con này khoảng hơn 24 triệu anh. A Lứ Khà, con hút em bị dơ trục quay côn, có phải thay lốc không? Anh Tuấn Anh toàn máy cọp, dạ cảm ơn anh. cái dòng hu thì anh chị em cũng đã biết là cái vòng tua của nó rất là nhanh. Vòng tua của Hu rất là nhanh sau một thời gian sử dụng, nhưng nếu như chúng ta sử dụng mà không đúng cách á, thì cũng Toàn cũng đã có những cái video rồi, đã có những video hướng dẫn và chia sẻ những cái kinh nghiệm để cho mọi người sử dụng cái máy Hu nó làm sao cho nó, và những cái dòng máy công suất lớn làm sao để cho nó bền. Thường á, thì anh chị em đi cắt nếu như mà cứ được cái sự truyền đạt của những
gọi là thợ rừng ngày xưa thì sẽ thường hay hạ cái nú nó rất là sâu. Toàn cũng nói rất là nhiều ở video đã từng nói rồi, tức là khi hạ nú sâu thì cái cưa chúng ta sẽ rất là sóc và nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái lốc và trục cơ, đồng thời nó sẽ ảnh hưởng luôn cả đến cái đồng tiền và chuông nồi nữa. Khi mà hạ nú sâu á, mà chúng ta vẫn rũa như bình thường thì nó rất là hại máy. Để Toàn lấy một sợi xích mới ra rồi Toàn sẽ phân tích cho mọi người tại vì sao mà nó sẽ ảnh hưởng đến cái lốc máy nha. Đầu tiên á, để nói cái xích mà chúng ta hạ nú sâu thì nó sẽ bị sóc và nó bị nặng và nó bị giật. Khi chúng ta làm mà nó bị giật nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng đến trực tiếp đến cái phần trục cơ và nó đẩy cái bạc đạn, cái ổ bi đó, bạc đạn lốc nó đẩy, nó giật vào trong cái lốc. Cái bạc đạn nó sẽ gọi là nó được đóng gọi là rất là khít ở trên cái lốc nhôm. Mà mọi người, nếu như mọi người thấy là cái lốc thường thì nó sẽ bị lỏng, nó bị lỏng cái phần cái bạc đạn, nó sẽ bị lỏng theo cái chiều chạy của xích. Thường thì nó sẽ bị lỏng ở phía trước này. Ví dụ cái ổ bi tròn như thế này, nó nằm ở đây thì nó sẽ bị lỏng ở cái phần lưng này, phần lưng phía trước của phía biên côn. Vì nó bị giật rất là nhiều. Đa phần là do anh em hạ nú quá sâu. Hạ nú quá sâu hoặc là những chiếc máy đã cũ, anh em sử dụng lâu ngày thì nó cũng sẽ bị. Nhưng mà nếu mà sử dụng hạ nú quá sâu thì nó sóc lắm. Đây mọi người thấy là một cái sợi xích như thế này, nhà sản xuất ở trên bao bì nó cũng có rất là nhiều cái hướng dẫn. Mọi người thấy ở trên này, ví dụ như ở đây, đây là một cái sợi xích của Estin, có thể là nó hơi khó nhìn nhé. Đấy, mọi người thấy không ạ? Đây là những cái tiêu chuẩn và những cái hướng dẫn sử dụng. Đây mọi người thấy là cái xích này là xích super bình thường, tức là xích cắt bình thường là xích super. Còn xích mà xích hợp kim thì nó lại có một cái chữ khác. Đó. Đây là cái nó thể hiện là cái mắt, tức là cái độ dài của chân xích và từ mắt này qua mắt kia. Và đây là cái phần khe lam. Đây là những cái ký hiệu nuôi, có những cái công nghệ nuôi nhớt cho cái sợi xích này. Lam này, rũa này. Và đây, đặc biệt đây, đây là cái phần mà mọi người cần lưu ý này. Hạ nú, cái phần hạ nú này, chả khó nhìn quá, có vẻ như cái máy nó đang lấy nét không có đúng vị trí. Mọi người thấy, thôi mọi người có thì mọi người cầm cái cuộn xích hoặc là cái hộp xích lên thì mọi người sẽ thấy người ta sẽ để cái độ hở, tức là cái độ độ cao của nú và cái mắt xích từ nú này, từ cái đỉnh của nú này cho đến cái mắt xích này, mũi xích thì nó sẽ khoảng bao nhiêu gem đó. Thì những cái xích kia thì nó sẽ có thông số, nhưng mà xích này, cái hộp này thì nó không nhá. Đó, thì mọi người, nếu như mọi người hạ quá sâu á thì cái đường đồng nghĩa với cái đường bào nó sẽ rất là sâu. Cái đường bào nó sâu thì cái phôi bào nó ra dày. Đó, mọi người cứ tưởng tượng như bây giờ một chiếc bào tay nếu của các sư phụ ngày xưa mà làm mộc đó, nếu như mọi người đóng cái mũi bào, cái lưỡi bào đi xuống sâu quá thì một là nó sẽ khự lại hoặc là nó sẽ nhảy, bào nó sẽ rất là nhảy nha. Đó, cũng tương tự như là mọi người hạ cái nú này sâu, cắt thì nó sẽ rất là nhanh, nó rút gỗ nhưng mà nó sẽ rất là mệt người. Khi cắt như vậy á thì chúng ta sẽ phải dùng rất là nhiều sức để lôi cái máy lại, giữ cái máy lại. Còn nếu như anh em nào mà đã từng xem thì của hãng, hiện tại thì hãng chưa có bán đại trà, cái đồ hạ nú. Nhưng mà ở bên ngoài thì rất là nhiều. Đó, mọi người thấy này, từ cái đỉnh nú này cho đến cái mắt xích này nó khá là nhỏ. Nếu mà để đo thì mọi người sẽ đo như thế này, từ mắt xích này đến mắt xích kia thì cái khoảng đặt ở trên cái lam á, thì cái khoảng hở
từ một cái cây đặt cho đến cái nú thì nó sẽ là một cái dăm bào. Thì mọi người thấy là cái dăm bào càng dày thì nó càng nặng và càng phá cái lốc của mình nhiều, và mình làm nó sẽ rất là mệt. Nó luôn luôn phải giữ ở cái tư thế gọi là mình phòng thủ, sợ cái máy tuột tay cái nào máy nó đi luôn đó. Còn nếu như mà anh em mà cắt cùng với những thợ cưa chuyên nghiệp á, nếu gặp những cái người gọi là rất là kỹ tính và người ta am hiểu á, thì người ta giũa cưa cắt rất là nhẹ nhàng, đặt cưa vào là nó ăn mũi bào ở cái phay, cái dăm bào, cái dăm cưa nó phun ra rất là đều, cưa xuống rất là ngọt, mà người ta cưa rất là nhàn, máy không hề sóc, và đặc biệt là người ta lên ga xuống ga rất là nhịp nhàng. Đặc biệt á, thì mình có thấy là nếu mà để đi cưa nhiều á, thì không ai cưa nhiều bằng, không thợ nào cưa nhiều bằng thợ cưa cao su hết. Không có thợ cưa nhiều bằng thợ cưa cao su với thợ cưa keo. Để mà cưa nhiều nhất thì vẫn là thợ cưa cao su, thì một ngày anh em tính bằng te, bằng tấn rất là nhiều luôn. Đó. Và họ thường sẽ sử dụng những cái máy lớn như thế này, 660, 651 hoặc là những cái dòng máy khác đủ công suất để người ta làm vừa nhanh này. Tại vì cái mủ cao su nó rất là dính. Khi mà cưa mà không có đạt được cái tốc độ nhanh á, thì cái mủ nó sẽ dính rất là nhiều lên cái máy và lam xích và người của họ. Nên là người ta sẽ dùng những cái máy thợ cưa đó, người ta sẽ dùng những cái máy công suất rất là lớn. Và gỗ cao su thì mọi người biết cái cây cao su nó rất là mềm, và nếu mà cưa không nhanh thì có thể nó sẽ tét, lái hướng nó rất là khó nếu như mà cái công suất của nó không đủ. Và thường thì anh em sẽ dùng máy lớn và lam ngắn thôi, lam khoảng tầm 16 inch là vừa để cho anh em cắt cao su. Còn anh em đi cưa xà cừ thì thường thì sẽ phòng thêm những cái lam rất là dài, vì gốc xà cừ nó đa phần người ta tận dụng gọi như là hết mức có thể để người ta lấy được gỗ. Anh à, nên thay lốc hay à, cho xin lời khuyên đúng không ạ? À, cái nếu mà một cái máy hôm vừa rồi Toàn có xử lý một cái máy Hu 576 Toàn bán cho anh khách được khoảng tầm 2 năm rồi á. Thì 2-3 năm anh đi xẻ rất là nhiều. Con máy thì còn rất là đẹp nhưng nó bị lỏng lốc, thì Toàn cũng xử lý cũng rất là nhanh thôi. Cái đó thì mình tháo rã máy ra. Mọi người lưu ý là những cái dòng máy chính hãng này rã máy ra rồi ráp lại, nếu mà làm cẩn thận thì không cần phải, không hề mất một cái rong nào. Tháo máy ra ráp lại không mất một cái rong nào, vẫn tất cả đều non rong zin hết. Như cái 576 hôm vừa rồi Toàn làm đóng lại lốc cho khách và tất cả những ốc ác thì Toàn thường làm rất là kỹ, làm rất là sạch sẽ. Mình làm là đưa đồ mình rửa sạch sẽ hết tất cả bụi bặm, rồi nhốt nhau cặn bẩn là mình rửa ráy sạch sẽ hết rồi mình mới ráp. Và tất cả ốc thì đều phải tra keo hết, nên là gần như là nó sẽ không có xê dịch, ốc nó không có xê dịch nhiều so với lại cái lúc mà xuất xưởng. Và mọi người lưu ý là không phải là cứ ốc nào mình cũng xiết hết ga hết tay đâu, mình xiết bằng tay hoặc bằng máy nhưng mà đủ lực thôi. Mà cái chủ yếu, cái quan trọng nhất vẫn là sử dụng những cái keo và những cái gì nó cho nó chính xác. Và có những cái dòng anh em zen lốc thì người ta nói chung là người ta rất là hạn chế cái việc dùng búa đóng. Nên nếu anh em sử dụng mà không có những cái dụng cụ chuyên dụng á, thì cũng phải làm thật là cẩn thận. Dạ, cảm ơn anh Lứa A Lứa Khà. Cảm ơn anh Thắng Nguyễn nha. À, nói chung là những cái dòng máy như thế này mọi người sử dụng thì nếu mà sử dụng lam dài đi xẻ thì hạ nú sâu hơn một chút, nhưng đặc biệt là cái xích. Em ơi, em lấy cho anh một cái rũa 5.5 với lại một cái rũa 4.8 lấy giùm anh. Mọi người thấy thường thì những cái xích như thế này đa phần anh em đi cưa thì sẽ sử dụng là rũa 4.8 thôi. Rũa 4.8 thì để cho nó móc
cái hầu này vào sâu này, cái hầu tức là giống như cái cổ á, đây là cái cằm và đây là cái cổ này, nó xuống đây là cái ngực này, mọi người hiểu chưa? Tức là nó móc vào sâu, càng móc vào sâu thì cái mũi càng đua ra dài, càng đua ra dài thì nó sẽ càng sóc. Bởi vậy nên khi mà chúng ta sử dụng á, thì chúng ta dỗ làm sao cho cái mép này nó thật là mỏng nhá, cái mép bên trên đỉnh này, mọi người hiểu chưa? Mép ở trên đỉnh thật mỏng và cái mép bên này nó phải có cái hầu tròn, hầu tròn hoặc là hầu, nếu như mà theo những cái video test của bên hãng thì người ta sẽ có những cái rũa dẹp này, rồi rũa hình lục năng, rũa sáu cạnh, người ta rũa thì mọi người thấy là nó ra rất là nhiều cái hầu, dạng hầu khác nhau, hầu đứng hoặc là những cái hầu có cạnh, thì không nhất thiết là phải là tròn đúng không, nhưng mà tùy theo cái loại gỗ để chúng ta xử lý cái mũi hầu làm sao cho nó ngọt nhất và nó bền nhất. Giá sao vậy? Dạ cái này hơn 24 triệu anh, con này. Và sử dụng đi xẻ thì mọi người thường hay hạ cái nú này xuống, nó khoảng tầm đến cái vạch giới hạn, thường thì là như vậy. Rồi tiếp theo thì sẽ rũa cái hầu này đứng lên, hạ cái nú này thấp xuống và hạ rũa cái hầu này đứng lên. Thường thì sẽ sử dụng cái rũa 5.5 là cái rũa lớn, gần nó là cái rũa lớn nhất trong tất cả ba cái dòng rũa đang bán tại thị trường. 5.5 ở ngay bên góc luôn em. Đây là 4.8, em xem ở trong góc, trong đây hình như có này, có không? Còn mà 5.5 còn nhiều lắm, bữa anh mới nhập hàng mà. Đó, mọi người thấy là cái rũa nó càng lớn thì cái hầu nó càng đứng, mọi người hiểu nhé. Cái rũa nó càng nhỏ thì mọi người rũa vào thì nó sẽ ăn vào đi sâu, để nếu mà mọi người mà muốn mà nó đưa lên cao cho nó phù hợp với cái mắt xích thì rũa bên trên thì nó lại hững ở bên dưới, tức là cái phần bên dưới nó không có được rũa. Đó là nếu mà cái xích V3 này mà sử dụng 4 chấm là không được, cái đó nó chỉ sử dụng về nửa đằng sau thôi. Vậy như là còn lại 1/3 đằng sau thì mọi người sử dụng cái rũa 4 chấm này thì ok. Còn căn bản xích mới thì mọi người thường hay sử dụng là rũa 4.8 là nhiều nhá. 4.8 là nhiều vì cái 4.8 là nó phù hợp nhất cho thợ đi cưa. Nó đủ điều dạ, có một anh khách dạ, thank you 651 để đi cưa thì mọi người sẽ sử dụng làm sao để cho nó cái mũi hầu nó đủ dài này, đủ móc và nó cưa nó sẽ ngọt. Còn nếu mà đi xẻ thì đưa mũi hầu nó cạn hơn và nó đứng lên, hạ cái nú thấp xuống, sử dụng cái rũa 5.5 là cực kỳ đẹp luôn. Nếu mà đi xẻ dùng rũa 5.5 là đẹp nhất. Ở khu vực mình đã ngồi rất là nhiều, tại vì tiếp cận với lại khách hàng đi cưa rất là nhiều. Có những sư phụ cưa ngày xưa phải nói là người ta có những cái chiêu mà dỗ cưa rất là độc, và cảm giác khi mà mình cầm vào cái máy của người ta, khi người ta một ông thợ rừng, thợ xẻ, người ta làm cái xích xong, mình đã học được rất là nhiều kinh nghiệm của họ luôn. Xích 3 năm sử dụng dũa nào là được, xích 3-2 năm thì anh sử dụng dũa 4.8, về cuối anh sử dụng dũa 4 ly nhé. Khoảng tầm 1/3 nửa, một phần, tức là cái xích nó sẽ có khoảng tầm, mình chia tầm khoảng tầm 3 phần thì 2/3 đầu thì anh dùng 4.8, còn 1/3 phía sau thì anh sử dụng 4 chấm là được. Đây mọi người thấy là ba cái loại dũa này nó chênh lệch nhau về size rất là nhiều. Mọi người thấy chưa? Cái độ lớn nó chênh lệch nhau khá là nhiều. Cái này đặc trưng này, màu này là của Oregon nhé mọi người nhé. Oregon màu đỏ sẽ là của 4.0. Màu xanh nước biển này thì sẽ của là xanh da trời á, thì sẽ của 4.8. Còn xanh lá thì nó sẽ là của 5.5. Thì ba cái loại rũa này thì mọi người thấy là
khi mà sử dụng, mình chia sẻ thêm một cái bí quyết cho anh em nào mà chưa quen rũa này. Những cái xích V3 như thế này nhá. Những cái xích V3 như thế này, khi mà chúng ta sử dụng cái rũa 4.8 rũa nhưng mà mọi người cảm thấy nó chưa bén nhá. Chưa bén thì có thể là cái mép này nó đang dày quá, và mọi người chưa biết cách nâng cái rũa lên để xử lý cái mũi rũa cho cái mép rũa, mép mũi cho nó mỏng. Thì mọi người có thể là lướt rũa xong thì mọi người cầm cái rũa 5.0 này, mọi người lướt dạo lại cho toàn một vòng, mỗi mắt xích đẩy khoảng tầm 2 cái, đẩy nhẹ nhàng 2 cái. Khi đó cắt cực kỳ ngọt, cắt cực kỳ ngọt, cực kỳ rút gỗ luôn. Vì khi chúng ta rũa, nếu mà chưa quen ấy, thì mọi người không biết cách nâng cái rũa lên để cho cái rũa nó ăn vào cái mép trên mà nó bị hẫng và nó, tức là mọi người nhìn á, thì nó vẫn còn cái vịt, còn cái vạch trắng ở ngay cái mép của cái xích. Thì mọi người chỉ cần dùng một cái rũa 5.5 này, mọi người liếc lại, lướt sơ lại mỗi mắt xích khoảng tầm 2, đẩy khoảng 2 cái thôi, thì ngay lập tức cái phần trắng đó nó sẽ mất đi, cưa cực kỳ bén luôn. Đó, những thợ cưa nếu mà mới vào nghề thì có thể áp dụng cái phương pháp đó, dùng khá là hay nhé mọi người nhé, dùng khá là hay luôn. Cảm ơn anh Khiết Nguyễn. Dạ. Đó là những cái bí quyết rất là nhỏ để chúng ta dùng cưa thôi. Tại vì có thể anh em chưa nghe bao giờ thì cũng rất là ít ai chia sẻ những cái điều đó. Rất là ít người chia sẻ những cái điều đó cho anh em. Vì có những người, người ta chỉ làm một thứ, vì người ta đến tiệm đó mua thì chỉ có một loại xích đó và một loại rũa đó, dùng chuyên cho một khu vực nào đó. Ví dụ như là anh em đi ra tiệm, thường những cái khu vực đó chuyên dùng những cái dòng lam bao nhiêu thì đi ra đó chỉ có loại những cái loại xích đó thôi. Có rất là nhiều anh em khách hàng nói là ở khu vực của em xích là chỉ có 36 mắt thôi, tức là tất cả máy khi đến đó mua xích là chỉ có 36 mắt, người ta đã đóng thành hộp sẵn rồi. Đến đó mua là người ta cứ bốc hộp ra, và kể cả như 365 hay 353 gì đó cũng đều 36 mắt hết. Lấy xích là toàn bộ là xích 36 mắt. Đó, nó hơi khó đúng không? Nó hơi khó như vậy. Ở bên tổng cái bãi thì xích sẽ cắt theo yêu cầu của anh em. Anh em nào muốn mua xích bao nhiêu mắt thì mình sẽ cắt cho anh em bấy nhiêu mắt. Kể cả như là anh em muốn mua lẻ, ví dụ như một đoạn xích này mà nó bị ngắn quá, muốn sử dụng lam dài hơn, nếu như mà cái xích đó nó ngắn quá, xích phải là xích mới nhá, nó phải có sự đồng đều, chứ cái xích cũ mà gắn thêm một đoạn xích mới này vào á, cắt không có ngon đâu mọi người, nó sẽ bị nhảy hoặc là nó như thế nào đó nha. Đó. Đó. Ví dụ như mọi người muốn mua thêm khoảng 5-10 mắt, 20 mắt gì đó, toàn đều có thể cắt cho mọi người hết nhá. Đó, những cái sợi xích như thế này, đây là xích này là ở bên hãng người ta đi theo máy này, xích 30 mắt. Đó, để tìm được một cái mắt nối của hãng thì sẽ rất là mất thời gian ở trong này. Và bên Toàn thì cũng đang ra các sản phẩm nối xích để cho mọi người cùng nối xích làm sao cho nó giống với lại cái mắt zin nhất mà nó đảm bảo nhá. Cưa thì nó không bị tột xích, không bị đứt xích. Đó, những cái sản phẩm đó thì Toàn sẽ cho ra mắt sớm thôi. Cảm ơn anh Hà Văn Đạt. Dạ đúng rồi anh, thì nói chung là riêng về cái phần rũa xích á, thì có rất là nhiều thợ rất là hay. Em phải thừa nhận là em làm nghề, em tiếp cận được rất là nhiều thợ và rất là nhiều anh em thợ xem cái video mà em hướng dẫn rũa xích thì họ cũng nói thêm là làm như thế là ok, nhưng cần thêm làm thêm một vài chi tiết nữa. Thì mình nếu mà để đi cưa, cái thời gian đi cưa thì em không thể bằng mọi người được, không thể bằng thợ được. Tại vì mình cũng, em có tiếp cận rất là nhiều khách và đi cưa thì cũng có cưa và chia sẻ kinh nghiệm thì cũng chỉ một phần nào đó, ví dụ như mình khoảng tầm 70-80% thôi, còn anh em thực tế thì nó sẽ nhiều hơn rất là nhiều. Cái thời gian anh em đi làm nhiều thì nó sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn. Còn về những cái kỹ thuật
để cưa làm sao cho nó an toàn thì em cũng cũng biết kha khá, nên là cũng có thể là sẽ chia sẻ cùng anh em ở những cái video khác. À, Vũ Trí Tuệ, dạ à, như con này thì khoảng tầm hơn 24 triệu anh. Như con này khoảng tầm hơn 24 triệu. Dạ, em rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm và tham gia trong cái buổi video, xem cái buổi phát trực tiếp của em ngày hôm nay. Thì có rất là ít anh em đặt cho em xin một like, thì mọi người có thể là cho em xin một like nhé. Bớt một chút thời gian, bấm vào nút like giúp em với. Và chia sẻ vào trong trang cá nhân để khi mà mình cần á, mình xem có thể xem lại, hoặc là muốn mua máy thì xem lại video và nhìn thấy cái số điện thoại của em nhé. Bao nhiêu tiền một mắt sên? Dạ, sên này thì nó khoảng tầm 9.000-9.500 tùy theo anh nhé. Và sên hợp kim thì nó sẽ cao hơn. Sên hợp kim bên em thì có sẵn, mọi người có thể là mua hàng thì cứ liên hệ qua Zalo, còn giá cả thì như thế nào thì cứ qua bên Zalo thì em sẽ báo chính xác cho mọi người bao nhiêu mắt, bao nhiêu tiền nhé. Mua tính tiền ra mắt thì có thể là tính xong thì em sẽ bớt tiền cho mọi người. Nhưng mà đặc biệt là cái xích hợp kim thì em đã bán rất là sát giá, nên là có những anh em hỏi xích hợp kim mà mua cả cuộn xong rồi báo giá xong cái ngớ người là sao mà cao thế, cao hơn cái xích kia luôn. Thì đúng thật luôn, nó xích hợp kim nó rất là ít mắt nhưng mà giá thì nó gấp khoảng tầm 7-8 lần như thế. Còn em không tiện báo giá xích hợp kim ở trên này thì tại vì có những anh em người ta nhập hàng về á, người ta bán có thể là nó sẽ cao hơn hoặc là như thế nào đó, thì rất là khó mình bán mà mình đổ lại cho anh em mà báo giá thấp quá thì anh em lại thiệt thòi, nên anh em thông cảm. Còn cứ qua Zalo nhé, qua Zalo em báo giá. Đấy, mọi người thấy là như cái con máy này nó sản xuất là Germany mọi người nhé, Germany. Như ở đầu video á, thì em cũng có nói về cái khi mà xuất xưởng hoặc là cái con 651 này nó được ra ngoài á, thì máy nó đã phải test rồi, nên mọi người mua cái hàng này thì yên tâm. Đây một con máy Make in Germany đóng mác trực tiếp ở trên lốc mọi người. Lữ A Khừ, dạ em có nói anh rồi, em vừa nói rồi. À, anh qua Zalo nhé, em báo ở bên Zalo nhé. Hoặc là gọi anh gọi 0941797478 thì gọi qua số đó sẽ biết giá luôn nhé. Đây mọi người thấy là con máy này Make in Germany, số series của máy là 19159531. Đó, một con máy bô là bô inox. Rất là nhẹ, bô này nhẹ và bền. Và anh em mà đi cưa thì rất là thích những cái bô như thế này, vì nó không có bị reset. Nó không có reset như những cái bô của 381, 382 hoặc là 660. Bô inox này nó giảm cái rủi ro bị thủng bể rất là nhiều. Như mọi người thấy là 382 đây. 382 là Make in Brazil nhé. Make in Brazil và bô của nó là bô sắt xi. Đấy. Bô sắt xi. Anh em thường hay hỏi là toàn bán ở trên đó là máy zin, máy xịn đúng không? Thì tất nhiên rồi, mọi người yên tâm, riêng máy bên toàn bán thì toàn rất là kỹ. Mình làm cái video để hướng dẫn cho anh em xem cái con máy như thế nào là hàng zin, như thế nào là hàng chính hãng, thì không lý gì mà mình tự nhiên mình lại đi đổi một cái món đồ ở trong đó để làm mình mất cái danh dự và mất cái giá trị của cái kênh của Toàn Máy Bãi đi, mọi người hiểu không ạ? Và bên Toàn bán thì rất là kỹ, nên là mọi người mua hàng chỉ cần đặt cọc, nhận hàng rồi thanh toán cái phần còn lại thôi. Những cái sản phẩm như thế này á, thì mình có thể COD cho mọi người toàn quốc. Anh em mua hàng thì chỉ cần đặt cọc, hoặc là nếu như anh em nào đã từng mua tin tưởng rồi ấy, thì chuyển khoản 100%, thì nó sẽ có rất là nhiều cái ưu đãi cho anh em, để anh em có thể là ở xa mà vẫn mua được cái con máy hàng chính hãng, giá nó cũng tốt đấy, để cho anh em tiếp cận được những cái hàng giá tốt thì
mình sẽ có nhiều cái chương trình ưu đãi cho anh em. Vào cái thời gian này thì nó mưa khá là nhiều, nên anh em thợ cưa chủ yếu là chăm chút cho những cái con máy và bắt đầu sửa sang lại máy để mình phục vụ cho cái công việc. Có rất là nhiều anh em có cái thời gian rảnh ngồi lau chùi máy kiểm tra thì phát hiện ra những cái lỗi nhỏ ở trên con máy rồi bắt đầu đi tìm phụ tùng mua. Thì những cái hàng phụ tùng của Estin này thì rất là nhiều. Ví dụ như con 382 này mọi người kiếm phụ tùng cực kỳ dễ luôn. Đi cưa keo thì đa phần anh em sẽ cưa, nó sẽ phải phục vụ cho rất là nhiều người bóc, rất là nhiều công nhân bóc vỏ, nên là ship ga rất là căng. Thường những cái con máy 382 một ngày sẽ trung bình sẽ làm khoảng 7-8 lít xăng, là cái số lượng rất là ít. Đấy, anh em đi làm thì họ nói là một con máy 382 đổ xăng khoảng đâu đó khoảng tầm 10-15 lần. Một ngày đổ xăng khoảng tầm 10-15 lần. Thì tùy theo con máy nó, con máy đã cũ hay là cái con máy còn mới, hoặc là tùy theo cái việc chúng ta rũ xích làm sao để cho nó cưa nó ngọt, nó đỡ xăng thôi. Đó, xích mà cũ quá thì mọi người mà cố cắt thì nó cũng sẽ tốn xăng hơn rất là nhiều. Và cái con máy mà không được vệ sinh thường xuyên, cái lọc gió nó bị đóng, nó bám cái bụi ấy, thì nó cũng sẽ tốn xăng hơn bình thường. Zen 382 thường, Zen 382 giá bao nhiêu anh? Dạ, Zen 382 thì nó khoảng gần 2 triệu. Đó là cái giá mà em thay ra cho khách. Còn anh chị em mà mua về tự làm ấy, thì giá nó sẽ lớn hơn, tại vì không mất cái tiền công. Đó, rũa này, mọi người thấy rũa 4.4.8 và 5.5. Có 3 màu khác nhau, mọi người thấy không? Anh chị em nào mà mua rũa, muốn mua rũa xịn thì có thể liên hệ Toàn. À, có rất là nhiều loại rũa ở ngoài. Có anh khách anh đăng điện. À, Lam 50 Zin 381 1 triệu anh Nguyễn Thanh Sơn. Dạ. Đó, mọi người có thể là đi ra ngoài. À, anh nào đăng điện thì có thể là nếu mà xem được cái video trên này thì có thể là chờ em một chút xíu nhé. Em khi nào mà em livestream xong thì em sẽ gọi điện lại. Tất cả những cái cuộc gọi nhỡ thì em đều điện lại hết. Mọi người thấy là ở ngoài thị trường á, anh em đi ra những cái chỗ mà người ta bán ốc vít rồi cà lê mỏ lết thì có rất là nhiều loại rũa cũng có bán ở đó. Có những loại rũa vàng này, rũa Estin này, rũa Oregon này, rồi rất rất là nhiều loại rũa, nhưng mà giá nó chỉ khoảng tầm 18-20 ngàn. Thì mọi người phải biết là ở cái tầm giá đó thì mọi người sẽ không mua được cái rũa chính hãng đâu. Không mua được rũa chính hãng thì nó chỉ là một cái rũa nào đó thôi, chứ còn rũa Oregon hoặc là những rũa Estin thì không có cái giá 18-20 ngàn đâu nhé. Đấy, mình nói để cho anh em cùng biết, cùng nắm rõ, chứ không lại bảo là sao mà tôi mua một cái rũa cũng là Oregon mà sao ở đây nó bán có 18-20 ngàn, nhưng mà thực sự là những cái rũa đó anh em chỉ rửa được khoảng tầm 1-2 nước thôi, 1-2 nước đầu thôi là cái rũa nó bắt đầu nó trơn chuồi chuồi rồi, nó mình đưa vào mình rũa nó không còn ăn nữa. Thì đó là cái chất lượng của cái rũa thép của nó hơi non, chất lượng nó hơi kém đó. Và đặc biệt là cái rũa Oregon nhé mọi người nhé. Mọi người khi mua rũa Oregon á thì cái bao bì thì nó làm rất là giống rồi, nhưng khi khui cái hộp ra mọi người nhìn cái tai này này, cái tai để móc treo như thế này này đó, Oregon xịn thì nó sẽ có cái lỗ này luôn. Còn Oregon lởm hàng lõm á, thì nó sẽ không có cái lỗ này, mà cái miếng đó nó sẽ dập liền tịt và có đường dập mà mọi người phải lấy tay mọi người cạy thì nó mới ra. Đó là rũa Oregon loại Fake. Còn rũa này là rũa xịn nhé.
cữ xịn thì mọi người sẽ thấy là nó sẽ dập đứt hẳn đó. Rất là nhiều anh em sử dụng rũa và có những cái cách phục hồi rũa rất là hay, dùng axit tẩy. Nói chung là mình ở đây thì mình không có bán những cái loại axit đó, mình chỉ bán rũa này, máy mài xích này chạy pin này, máy mài xích chạy điện này. Đặc biệt là có một cái con máy đặc biệt mà Tuấn đã giới thiệu thì mọi người có thể xem lại ở cái video cũ, video ngày buổi trưa ngày hôm nay, hoặc là xem lại video ngày hôm qua hôm kia, thì Tuấn giới thiệu cái con máy mài pin, cái con máy mài xích chạy bằng pin đó. Giá thành của nó cũng rất là rẻ thôi, chỉ vài trăm ngàn đồng. Mọi người dùng cái máy đó đi cưa cao su hoặc đi cưa keo, đi lên rừng cực kỳ tốt luôn, cực kỳ ok luôn, nhỏ nhẹ, nó chỉ nhỏ bằng cái chuôi dao thôi, nó dài dài. Và hôm nay thì hàng đó toàn bán nó rất, số lượng nó rất là nhiều nha mọi người nhé, bán số lượng rất là nhiều nhé. Bây giờ toàn sẽ cho mọi người xem cái số lượng, nói chung là thôi không tiện, bây giờ mình quay cái đám đó thì nó không tiện nha. Còn anh em mà đi cưa keo, cưa cao su á, thì hay hỏi mình là dùng cái dòng máy nào cưa keo nó ổn định nhất. Thì cưa keo để ổn định nhất ấy, thì mọi người có thể là dùng 365 hoặc là 382. 382 thì nó mạnh hơn 365 và nó nhẹ hơn 365. 365 nó sẽ nặng hợp ký hơn và lượng đó. 382 này thì anh em sử dụng, nó có thể là mình lạm dụng cái công suất của nó để kéo cái lam dài được ok luôn, còn không mọi người cứ sử dụng 550 thì cưa keo cực kỳ sướng, vòng tua nhanh, máy nhẹ, bô lăng của nó nhẹ, nó cho cái vòng tua ra rất là nhanh. Hoặc là có thể là nếu như mà yếu kinh tế mà yếu hơn một chút thì mọi người có thể là dùng những cái mẫu như thế này. 382 thì có giá khoảng tầm loanh quanh hơn 11 anh. Đó, sử dụng cái con máy này hơn 8 triệu. Hu 353, lam 60, xích 325, 38 mắt. Đầy đủ full thùng luôn mọi người nhé, đầy đủ nguyên cả thùng luôn. Đó là những cái dòng máy mà anh em khu vực phía Bắc rất là ưa chuộng. Dùng cái dòng này thì đảm bảo mọi người là đang dùng cái con 365 mà cầm sang con này thì nó rất là nhẹ. Tuy là công suất nó sẽ giảm xuống nhưng mà nó rất là nhẹ luôn. Đấy, giá thành thì rất là hợp lý. Một con máy chính hãng, mọi người thấy không? Con máy chính hãng thì nó sẽ như thế này. Đấy, nó sẽ có tem mác đầy đủ ở dưới như thế này, tem nhập khẩu nhá. Đấy, có hôm trước có anh em xem video toàn review cái con 353 này, bảo là sao cái con 353 của em nó có cái hàm rồng, có cái hàm để nó găm màu gỗ mà sao con của anh nó không có. Thì đây, anh mua cái con máy cũ nên là anh cũng sẽ không có biết được cái đặc điểm của 353 là khi nó đóng hàng thì nó để cái hàm rồng riêng ra ngoài nha anh. Đó, anh có xem thì ấy lại nhá. Em phát trực tiếp nên đây là cũng rất là nhiều anh em xem nên là em nếu mà nói sai thì em không dám nói đâu nha. Đấy, mọi người thấy chưa, một cái hàm rồng zin của 353 nó nằm ở ngoài như thế này. Đấy, tăng xích của 353 thì nó nằm ở đây, một bên hông tương tự như cái dòng Estin 382, 381 đấy, hoặc là 651 luôn, mọi người thấy hay không? Đó, nó nằm bên hông này chứ nó không nằm đối diện như thế này. Những cái dòng đối diện này thì đa phần là máy Nhật, nó sẽ nằm đối diện, nó nằm ở phía trước đây. Đấy, cái dòng 353 này thì nhẹ thôi, cân ký nó nhẹ, vòng tua nó cao. Máy mài lưỡi cưa bao nhiêu? Dạ, máy mài lưỡi cưa hiện tại bên em có cái mẫu này này. Nếu như mà anh dùng gọi như là người, một người cầu kỳ khó tính thì mình phải dùng cái dòng này nó mới đẳng cấp đây này. Đây là cái dòng đẳng cấp nhất trong tất cả những dòng máy rửa xích đây. Đẳng cấp nhất trong tất cả những cái dòng máy rửa xích tại thị trường và bên em đang bán. Đấy, mọi người thấy chưa? Cân ký con này lên nó khoảng tầm 7 kg, toàn bộ nó bằng nhôm hết. Cầm rất là chắc, mọi người thấy
một kiến trúc, công trình kiến trúc gọi là rất là tỉ mỉ, gọi là rất là nhiều chi tiết ở đây luôn. Đấy mọi người thấy chưa? Đấy mọi người xem ở trên những cái video. Dạ. Đến giờ các bác bắt đầu công kích bên tỏa máy bãi rồi. Bắt đầu đặt hàng rất là nhiều rồi đấy. Đến giờ ăn cơm trưa hoặc là giờ ăn tối là các bác điện rất là nhiều luôn. Các bác thông cảm giúp em nhé. Bây giờ em đang phát trực tiếp nên em không thể nghe được nhé. Đấy. Đây là những cái mẫu máy mà hiện tại Toàn đang bán. Số lượng nó không còn nhiều nhé mọi người nhé. Đấy mọi người thấy chưa? À, đặt né cái con này ra một chút. Đây. Khi mọi người ráp lưỡi vào thì nó sẽ giống như một cái máy cắt bàn mọi người nhé. Nó giống như kiểu một cái máy cắt vậy thôi. Nhưng mà nó chỉnh được tất cả, nó khoảng tầm 5-6 cái góc để chúng ta rũa được tất cả cái mắt xích, tất cả các mắt xích và tất cả các yêu cầu lớn nhỏ. Thang chia độ rất là nhiều, cái độ nghiêng, độ ngả này. Đây là độ nghiêng lấy móc hầu nhé. Đó. Rồi cái độ dập xuống để mài sâu hay mài cạn nhé. Rồi ghé đi chỉnh độ nhé. Ghé đi chỉnh độ này. Đó, chỉnh độ và chỉnh cái mắt xích nó xéo nhiều hay là xéo ít, nhọn hay là nó ngang đấy. Đó, mọi người thấy nhá. Đây là cái phần này. Đó, bi nó kêu tách 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 này. Mọi người thấy chưa? Đó. Rồi tiếp theo nữa là cái bàn này, nó trên cái bàn này nó sẽ giật tới giật lui nhá. Đó. Giật tới giật lui. Để tìm ra một cái điểm nào đó mà mọi người thích, là mép dày mép mỏng, mép trên của xích dày hay mỏng. Nói chung là mọi người mua cái con máy này về bỏ thời gian ra, đây này, chỉnh này, chỉnh đẩy xích cũ hoặc là xích mới này, mọi người thấy không? Cái này nó sẽ tăng đưa, nó đẩy tới đẩy lui này. Đấy. Mọi người bỏ ra thời gian khoảng tầm 1-2 tiếng đồng hồ. Chúng ta nhìn vào và dùng một cái sợi xích cũ mài lại thử xem nó có hiệu quả hay không. Cực kỳ xuống luôn. Estin 250 giá bao nhiêu em? Anh Bình Lê. Dạ, Estin 250 thì bên em đang loanh quanh khoảng tầm 6 triệu. Em sẽ hỗ trợ anh em, có rất là nhiều cái chương trình hỗ trợ luôn. Estin 250. Đấy. Và đây là cái loại đá cho cái con máy này mọi người nhé. Đây mọi người thấy. Bây giờ cái con máy này rất là nặng. Rất là nặng luôn. Ngày mốt thì bên em sẽ về lại một lô máy pin nhé mọi người nhé. Sẽ về lại một lô máy mài pin, sử dụng pin. Cho anh em nào mà muốn sử dụng đi lên lô cao su hoặc là lên lô keo đồ đấy, đi rừng đấy. Cầm cái con máy đó đi. Thủ thêm một, nếu mà đi rừng dài ngày á, mà muốn sạc được cái máy đó thì mọi người mua cái đốc sạc chuyển từ 12V sang 12V DC á. Giống như của mấy chiếc xe điện hoặc là ở trên ô tô đó, cái đốc sạc đó thì mọi người có thể sạc vào cái con máy pin và cầm đi khắp nơi luôn. 550 cộng xích zin estin bao nhiêu? Dạ anh Đà Nguyễn, 550 xích estin, nhưng mà của máy gì anh? Lam na tinh hay là lam nhông nữa đó, nó giá cả thì đây mọi người này, đây là cái loại đá dành cho cái máy nhôm này, cái máy xanh xanh này đó. Và nó khác hoàn toàn với lại cái máy mài xích mà bằng nhựa, thân bằng nhựa nhá. Cái đá nâu này là dành cho những cái máy 750.000 nhá. Đó. Em bán tất cả các loại đá cho anh em. Đây mọi người thấy này. Đợt vừa rồi công ty gửi hàng về bị vỡ đá rất là nhiều, do cái hàng nó quá nặng. Mà công ty thì để nguyên cả một lô như vậy thì người ta không có biết, nhân viên chuyển hàng người ta không có biết đó, bên trong đó là những cái hàng dễ vỡ mà nó cấn đá rất là nhiều. Cuối cùng là công ty phải gửi thêm đá rời cho Toàn nhé. Đấy mọi người thấy chưa? Đấy, đá dày đá mỏng này, một viên dày này, một viên mỏng. Cái con máy mài xích bằng nhôm này á, cái con máy mài xích bằng nhôm này nó sử dụng hai loại đá, một loại đá dày và một loại đá mỏng. Giá lam la tinh là 1 triệu xích thì khoảng tầm loanh quanh 9.000-9.500 một mắt anh, tùy theo nhé. Xích estin
Cái thời điểm này có thể là xích nó sẽ hạ xuống, vì đợt này đang có chương trình, công ty đang có chương trình cho xích. Còn cái thời điểm mà xích cao thì nó loanh quanh khoảng tầm 9.500 một mắt. Có những nơi anh em người ta bán 10.000 một mắt thì anh em cũng phải thông cảm, là vì có thể là cái thời điểm xích nó bị đứt hàng, người ta nhập về cao hơn bình thường một cuộn khoảng tầm 200.000 đi chẳng hạn, thì anh em thông cảm cho họ là vì họ nhập cái giá cái thời điểm nó hơi cao. Còn bên em thì xích luôn có sẵn cho anh em nhé. Đấy, mọi người thấy chưa, đây là cái loại đá đi lòng vòng, cuối cùng từ máy mà chuyển sang đến đá rồi mọi người ạ, rồi đến xích, rồi đến rũa các kiểu. Nói chung là mình sẽ làm những cái video mà đấy, đấy khách điện đấy, mình sẽ làm những cái video mà nó thực tế nhất và nó hữu ích bổ ích nhất để cho anh em. Ví dụ như anh em cần hỏi về những cái gì ấy, thì mình trả lời luôn ở trên này cho nó nhanh. Chứ nhiều khi là anh em comment á, comment mà vào trong cái video mình comment ấy, thì đôi khi mình phải đọc rồi lựa lại rồi mình mới làm một cái video, nó sẽ mất thời gian hơn là mình phát trực tiếp này để trả lời anh em rất là nhiều. Dạ, dao cắt cỏ bao nhiêu một lưỡi? Núi rừng Việt Bắc, dao cắt cỏ mũi hợp kim thì nó khoảng 100 một lưỡi anh. Nếu mà anh đi mà cắt rừng á, đi phát những cái cây gọi là cái cây gỗ non, cây non ấy, hoặc là những cái bụi gai, bụi gỗ nhỏ, cây rừng ấy, thì anh nên dùng cái, một là lưỡi ngắn, lưỡi dao ngắn, nhưng mà phải dùng cái loại dày vào, đừng có dùng cái loại ngắn mà đừng có dùng cái loại nhỏ mà nó mỏng á, nó nguy hiểm lắm nhá. Dao càng dài càng nguy hiểm. Hoặc là dùng cái lưỡi hợp kim tròn ấy, cái lưỡi hợp kim tròn thì nó sẽ an toàn hơn. Đây này, ví dụ như để em lấy cho cái lưỡi này. Cái lưỡi hợp kim này ấy, nó rất là an toàn cho tất cả những anh em mà đi phát rừng nhá, hoặc là những cái cưa, những cái cây gỗ nhỏ nhá. Mình làm thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Không có sợ tai nạn, không có sợ gãy mũi, gãy đá, còn gãy cái dao. Đây mọi người. Đây, cái lưỡi này. Này là hàng Trung Quốc xuất Nhật đấy mọi người. Cái hàng này em nhập lâu lắm rồi. Đấy. Mọi người thấy chưa? Cái lưỡi này là lưỡi 36. 36 răng. 36P này. 36P là 36 răng, có một loại lưỡi 40 răng nữa, nó lớn hơn một chút. 230, tức là cái đường kính này của nó là 23 cm, vì cái găng tay của em mà gần hết luôn, 23 mà gần hết luôn mọi người. Đấy, hết luôn, 23 này. mm này mọi người. Cái lỗ cốt này là 25,4 mm. Lưỡi hợp kim phải răng dài mới phát nhanh được. Dạ đúng rồi anh. Nói chung là mình dùng cái lưỡi này á thì nó răng nó cũng ngắn, nhưng mà được một cái là nó sẽ an toàn thôi. Nó an toàn này. Giả sử như là mọi người thấy là có rất là nhiều cái trường hợp mà bị gãy lưỡi dao á, gãy cái lưỡi dao dài ấy, nó bị gãy đôi ra, hoặc nó gãy cụt một nửa này, nó văng ra. Rất là nhiều cái trường hợp đó nó xảy ra, thì có người thì lìa hẳn chân, có người lìa hẳn chân ra, có người thì thủng bụng, có người thì đứt mạch máu ở đùi, rồi vỡ xương bánh chè, nhiều lắm. Nói chung là cái tai nạn mà làm máy cắt cỏ mà dùng lưỡi dao dài á, mà anh em dạng mới làm này, hoặc là tiết kiệm quá, mài cái lưỡi dao nhiều quá, đến hồi mà nó đặc biệt nhá, mài cái lưỡi dao dài, cái lưỡi dao dài này, mài mà một bên nó còn, tức là một bên mà quá tay thì một bên nặng một bên nhẹ, xong bắt đầu nó rung á mọi người. Khi nó rung thì nó ảnh hưởng đến cái đầu bò nhá. Khi nó rung nó ảnh hưởng đến cái đầu bò đó nó sẽ nhanh hỏng lắm nhá.
máy cưa mấy tiền thế bác? Anh Hùng Trần, con này hơn 24 triệu, còn con này hơn 11 triệu anh. Phát dãy có nhiều cây dùng lưỡi tròn này an toàn mà dùng sướng hơn dùng dao. Dạ đúng rồi anh. Nếu mà dùng phát rẫy mà có những cái cây mà nó dạng như cái mọc như ngón tay ngón chân hoặc là bằng cổ tay ấy, dùng cái loại này cắt là đi hết nha mọi người nhá, cắt là đi hết, cắt bay hết luôn, cực kỳ an toàn luôn đấy. Mọi người có thể là mua, nếu mà ở gần nó có thể là ra mua, còn không ấy thì alo cho toàn gửi hàng toàn quốc nhá. À, bên này nó còn có cái lớp dầu của mọi người, đem hết cả tay bóc ra. Đi làm rừng mà chẳng may mà xảy ra một cái gì đó ở trên rừng thì lúc đó không ai giúp thì chỉ có ngải cứu thôi, rất là nguy hiểm, nên mọi người phải an toàn, đặt cái điều vấn đề an toàn lên là chính. Kể cả như bên Toàn bán cái lưỡi dao mà loại lưỡi dao dài ấy mọi người, cũng là bán cái loại lưỡi rất là dày nhá, chứ không ở riêng bên Toàn là không bán lưỡi mỏng đó. Nó có thể nó đắt hơn khoảng tầm 5.000 10.000 so với lại những cái loại mỏng đi, nhưng mà nó rất là an toàn, nó không có bị vỡ. Thường á, có những cái loại mỏng á, mọi người dùng, nếu ai đã gặp trường hợp như thế này nhá, để lại cho Toàn xin một like nhá. Hoặc là ấy, cái lưỡi dao dài đó mà nó nứt một đường tròn này luôn mọi người này, nó rung nhiều quá, mọi người làm xong rồi lắc nhiều á, mọi người hoặc là chém vào đá nhiều, nó nứt một đường tròn theo cái lông đền mà để giữ cái lưỡi lại luôn đó. Cái đó không cẩn thận là nó văng tuột ra khỏi cái lông đền, cái là xong, xin vĩnh biệt cụ luôn, rất là nguy hiểm đấy. Còn cái loại lưỡi này ấy, thì mọi người dùng, có thể là sau này mọi người hết cái hạt hợp kim này đi, mọi người dùng lại cái thép này, mọi người mài lại cũng được đó, mang ra cho thợ người ta mài. Nói chung là mình mài thì sẽ không chuẩn đâu, nhưng mà có những cái anh thợ anh ấy có kinh nghiệm, anh ấy mài sau khi hết cái mũi hợp kim này mà không dùng đến nữa, chúng ta tận dụng lại thì cũng chúng ta có thể là mài thành cái lưỡi dạng như kiểu là lưỡi cắt lúa đấy, răng nó dài hơn đấy, thì cũng sẽ vẫn có thể tái sử dụng được, mặc dù nó sẽ chậm đi nhưng mà nó sẽ an toàn cho cái bản thân của mình. Và lưỡi này nó rất là nhẹ, nó làm nó khoay những cái lỗ như thế này để nó giảm cái trọng lượng của máy xuống, vì trọng lượng của cái lưỡi nếu mà càng nặng á, thì lúc đề ba nó sẽ trượt côn và gây cho hao mòn côn rất là nhiều. Đắk Lắc mưa quá. Dạ anh Xuân Thanh FS250 của anh thế nào rồi, lâu quá không thấy sang bên này bảo dưỡng, mua cái máy xong cái là mất luôn. Thường bán những cái dòng máy xịn là cứ một đi là không trở lại luôn, không thấy trở lại gì hết, chẳng thấy mang sửa chữa gì cả, hơi buồn đấy. Bác ở đâu thế? Dạ em ở Đắk Lắk bác Hùng Trần nhé, em ở Đắk Lắk, một thành phố gọi là núi rừng, phố núi. Bác Xuân Thanh ở cách em bao nhiêu cây nhỉ? Bác Xuân Thanh là ở cách em bao nhiêu cây ra? Bao nhiêu km? Comment lên cho em cái cho anh em xem ra. 15 cây anh. 15 cây à, 15 cây em đạp xe đạp nó khoảng tầm hơn 30 phút. Bữa nào đạp xe đạp sang giao lưu nữa nhỉ? Máy Etin 361 mới hiện nay xuất xứ Trung Quốc hay Germany vậy anh? Dạ à, 361 nó là Đức mà anh, Germany mà à, đấy mọi người thấy là dòng cưa này ngoài Bắc dùng ít quá, không biết hỏng có đồ sửa không. Nói chung á là cưa bây giờ thì cưa nào thì cũng có đồ hết anh ạ. Và nếu như anh em đang dùng 365 mà muốn trải nghiệm dòng Etin thì có thể là lên một con Etin 382 như thế này. Giá nó cũng ngang ngửa với lại một con 365 thôi. Giá cũng ngang ngửa 365 mà nó mạnh hơn.
Nó sử dụng chế Yama, còn 365 sử dụng chế One Pro. Thì căn bản là chế One Pro nó cho tiết kiệm xăng hơn, nhưng mà nó không thiên về cái công suất. Nếu những cái dòng mà công suất mà gọi như là muốn đạt được cái công suất cao thì đa phần cái chế Yama thì nó sẽ đẩy cái công suất cao lên cao hơn, vòng tua lên cao hơn. Đó, mọi người thấy là tại vì sao mà dòng 660 với lại 651 hoặc là 361, những cái dòng máy của Đức thì nó sẽ lại sử dụng chế One Pro vì nó muốn cho cái máy nó tiết kiệm xăng hơn. Nhưng mà khi tiết kiệm xăng hơn á, thì có một cái nhược điểm như thế này. Các bác có thấy là cái dòng 651, à cái dòng 361 á, dòng 361 thì nói chung là thôi em không có nói nhiều, nó 361 nó hay bị piston á nha. Em không nói đi sâu vào trong đó, nhiều khi anh em nó không bán, nó không thích. Máy dòng cưa này ngoài Bắc cũng... Cái dòng 382 này á, thì các bác thấy là nó xài rất là ổn định rồi. Ngày xưa nhá, em bốc phốt cái dòng 382 2017, 2018, 2019 luôn. Bốc phốt cái dòng 382 này luôn. Ba cái đời 2017, 2018, 2019 của 382 giật cực kỳ nặng luôn. Mọi người giật, nếu mà đói là giật không nổi luôn. Thợ mà không quen á, người mới sử dụng không quen là giật 382 là chỉ khóc, có khóc thôi. Anh em nào mà chưa quen mà lại giật mà cái kiểu giật giống như 381 hoặc là những cái dòng máy nhỏ mà kẹp kẹp vào đùi á, kẹp cái máy vào trong giữa đùi, hai cái đùi xong rồi giật á, mà quần mà mặc mà để lòng thòng là coi chừng nha. Dòng 382 mà dòng 217, 218, 219 á, nó giật nó trả lại cho cái cục này này, nó văng vào thì chỉ có khóc. Còn 382 mà đời 2020, 2021, 2022 thì giật rất là nhẹ rồi, ổn định nữa, cưa sướng. Đấy, cực kỳ sướng luôn. Dùng 382, anh em cần hỏi cái gì, có thể em chia sẻ cho. Bảo dưỡng, dùng 382 chỉ cần bảo dưỡng, gọi là nó cũng có nhá, có những cái lỗi nhưng mà chúng ta biết thì chúng ta khắc phục từ trước thì nó cực kỳ ok luôn. Anh 382 giật bộ ấm chén. Em đã thử 382 đời cũ và đã bong gân rồi. Anh Đà Nguyễn, dạ. Nó nặng lắm anh. 382 đời cũ giật nó nặng lắm, nó trả ngược phạch luôn đó. Giật bể bu ly này, vỡ chó này, rồi vỡ nắm giật này, đứt dây giật này. Nói chung là 382 đời cũ là anh em nào nhìn thấy mà khen được nó thì em cũng lạy luôn á, thật sự luôn. Những cái dòng 382 đời cũ thì chả phải bảo. Em bốc phốt luôn, tại vì nói chung là cái hàng đó nó không còn bán nữa, nó không còn ra những cái nó đã khi 382 mà ra những cái dòng sản phẩm mà đã khắc phục được lỗi rồi thì em mới dám bốc phốt. Chứ nhiều khi là những cái dòng mà anh em đang bán đại trà mà mình bốc phốt, đôi khi anh em lại quay lại ném đá mình cũng mệt lắm. Nên là em chỉ bán những cái dòng nào mà các biết, bác biết là em thì chuyên về Estin, mà tại vì sao em không bán những cái dòng Estin 382 từ đầu những cái năm 17, 18, 19 đó, em không bán là các bác biết rồi. Vì em tính của em nó hơi kỹ tính, mình lựa chọn những cái dòng máy nào mà khi nó đã chạy ổn định rồi á thì mình bán chậm hơn người ta, nhưng mà để nó chắc ăn là cái sản phẩm đó nó phải ok, để anh em không có cái lý do gì để quay lại nói là ông này ông ấy lừa, ông bán cho mình cái con máy này nó như cái gì xong rồi bây giờ về xài không được, xong rồi quay ra nói, xong rồi cằn nhằn, đôi khi nó lại mất đi những cái lượng khách hàng như vậy. Trừ thấy nó sợ luôn. Dạ đúng rồi, 382 đời đó mệt lắm. Em sửa, đến ngay cả em sửa, em là thợ sửa nó, giật là cũng phải, khi mà giật nó là phải giật cho khéo nha, kéo chó lên. Nếu như mọi người dùng 382 đời cũ á, kéo cho nó mắc con chó vào rồi lấy đà, tức là mình sẽ giật qua khoảng 2 tua nhá. Mọi người kéo dây giật này lên này, đó, mọi người nhấn nút xả áp, nhưng mà nó rất là nhạy nổ nhá,
cái dòng 382 nó rất là nhẹ nổ. Khi mọi người mà đã xăng nó đã lên rồi, mọi người kéo hai tua như này, giật cái sợi dây lên kéo hực hực hai tua, xong rồi nhả lại giật liền luôn nhá. Nhả lại là lấy đà giật thật mạnh lên thì nó không có bị trả. Còn nếu như mọi người mà giật mà cái kiểu mà cứ nắm vào là lấy đà giật luôn, nghiến răng giật luôn là nó trả. Một là vỡ cái buli này, hai là nó đứt dây này, ba là bể buli, vỡ nắm giật, bể buli, đứt dây, hư chó. Cái tình trạng hư chó và bể buli rất là nhiều ở 382 cũ. Đó, nhưng mà bây giờ 382 cũ nó không còn, những cái đời đó không còn bán mới nữa rồi. Đó. Và bây giờ thì đã khắc phục được hết những cái lỗi đó rồi. 382 này thì xài cực kỳ ngon luôn. Đấy. Có những cái dòng máy mà mình cảm thấy nó ưng ý và giá thành nó cũng hợp lý. Như mọi người thấy là cái con máy này bây giờ nó loanh quanh nó hơn 11 triệu đúng không? Đấy, 11 triệu 500. Còn như cái con 361 thì nó cao hơn nhiều. Đấy, công suất nó nhỏ hơn, nó sản xuất tại Đức nhưng mà nó nhỏ hơn. Nhưng không, nó nhỏ hơn, nó đắt hơn nhưng không đồng, không có nghĩa là nó không có lỗi nha mọi người nhá. Máy nào nó cũng có lỗi hết, nhưng mà mình biết cái lỗi đó nó ở đâu và mình biết mà mình khắc phục nó. Đó. Mua máy của anh về mấy năm nay không thèm ghé vì có hư đâu nhớ. Nhau không ngửi mùi dưới 100.000 là bền thôi. Dạ đúng rồi anh Xuân ơi, anh Thanh Xuân Thanh ơi. Nhớt nó rất là quan trọng. Riêng về cái nhớt, nếu anh em mà sử dụng mà tiếc tiền nhớt đầu tư đầu thì nó sẽ đầu tiên là nó ảnh hưởng đến cái máy, thứ hai nữa là nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe của mình nhiều lắm. Cái nhớt sinh học thì nó ít khói hơn, nó ít cay mũi cay mắt. Làm mà chúng ta sử dụng cái nhớt, ví dụ như là cái nhớt 50-60 ngàn á, thì đa phần nó sẽ rất là khói, và cái khói đó nó đóng cặn ở trong cái piston và nòng rất là nhiều. Nó làm cho cái máy nó bị gọi như là cái buồng đốt đó, cái thể tích buồng đốt nó bị giảm lại, thì cái tỷ số nén nó sẽ tăng lên. Khi tỷ số nén nó tăng lên ấy, thì nó làm cho cái máy nó bị róc. Nếu như mà ở những cái dòng 4 thì anh em tiếng nổ nhỏ, anh em sẽ thấy nó sẽ rất là róc. Cái công, ví dụ như là cái thể tích buồng đốt của nó khi chuẩn thì nó chạy được khoảng tầm 11.000 vòng đi. Nhưng khi cái buồng đốt mà nó bị nén lại quá quá nhiều á, đóng cặn quá nhiều thì cái vòng tua nó sẽ tự động nó giảm xuống mọi người nhé. Cái lực của cái gen nó văng lên rồi nó nén lại rồi nhiều khi là cái máy nó cũ rồi á, nó còn xả ngược cái nhiên liệu đi xuống dưới, nó thất thoát đi qua cái bộ bạc nữa. Cái bộ bạc mà nén không có được, bộ bạc của piston nén không được, giữ hơi không được là nó xả ngược cái nhiên liệu đi xuống, thì nó làm cho cái máy nó bị thiếu nhiên liệu. Đồng nghĩa như là cái buồng đốt nó nhỏ lại, giống như của cái máy của mình nó tự nhiên nó nhỏ đi một vài cc thôi. Nên anh em phải hiểu là nhớt nó rất là quan trọng. Nhớt giống như máu của người vậy. Sử dụng nhớt mà kém thì giống như là người bị ung thư máu, bị máu mà không có lọc được, máu mà máu bị có vấn đề là cái máy nó sẽ nhanh chết thôi. Cửa hàng mình có trả góp không vậy? Dịu điều. Dạ, bên em thì không có trả góp anh. Nói chung là cái sản phẩm bán ra cho anh em là bán ở cái giá nó tốt, thì và với lại là bên em là chưa có cái liên kết với những cái đơn vị dạ, nói chung là bên em là không có trả góp. 660 nên dùng nhớt nào là hợp lý nhất? Chiến Gia Lai. Dạ, 660 thì anh nên dùng, nói chung là những cái dòng máy công suất lớn anh dùng nhớt nó tốt một chút. Để mà nói, anh em đi cưa cao su á thì anh em nói là cưa nhớt cát chôn nó bền cho cái rên và cái vách máy hơn. Nhưng em thấy là cái nhớt cát chôn á, nếu mà pha ít thì cũng không có đảm bảo. Vì cái nhớt cát chôn căn bản nó rất là keo. Khi mà chúng ta pha nhiều á, để đủ cái lượng nhớt thì nó sẽ rất là keo nhá. Anh em đang xem cho em xin một like nhá. Cho em xin một like. Em 8 giờ rồi, 8 giờ hơn rồi em cũng chưa ăn nữa. Các cháu
cũng đang chờ, em cố gắng nói chuyện với mọi người thêm một chút nữa. Đó, nhớt cát chôn thì nó dạng như khi nó cháy ra nó sẽ chảy nhựa, nó đóng keo lại, thì khi vào bên trong cái bộ gen á, thì nó bám dính tốt ở trong cái phần cái gen vào cái bi. Nhưng mà nó lại có một cái nhược điểm là nó bám lên trên thành xi lanh, bám trên cái quả piston rất là nhiều. Nó làm cho quả piston nếu mà pha nhiều nó sẽ bị keo lại nhá. Và nó đóng cặn ở ngoài cửa xả bô rất là nhiều. Đó. Và nếu như mà pha ít ấy, thì không đảm bảo, mà pha nhiều thì nó lại có hiện tượng đó. Còn nếu như anh em sử dụng nhớt Hu, nhớt Estin hoặc là những cái dòng nhớt chính hãng tại thị trường á, thì nó sẽ có một cái như này. Chúng ta sử dụng đó nó ít khói, nó không có bị đóng cặn. Và nó đảm bảo cho cái máy của chúng ta khi bôi trơn chạy rất là tốt. Cái độ bám dính nhá, những cái trong cái hỗn hợp của cái dòng nhớt chính hãng á, nó có những cái phụ gia bám dính rất là tốt. Nó lưu lại ở trên cái thành xi lanh và những cái quả piston, giúp cho cái nó giảm cái lượng ma sát và không bị giảm cái độ mài mòn của piston và xi lanh vào những cái bộ bạc. Chứ không phải là nhớt nào nó cũng giống nhớt nào, không phải là nhớt là nó chỉ có cái tác dụng bôi trơn không đâu mọi người. Nhớt nó có tác dụng bôi trơn và nó làm cho tăng cái độ bám. Like 37 cho kênh. Dạ ok, dạ em cảm ơn anh. Dạ em cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho em, xin một like nhé. Trên những cái quả piston, tại vì sao mà mọi người thấy là trên những cái quả piston nó có những cái đường vạch ngang không? Đó là những cái đường tiện CNC và nó là những cái rãnh nuôi nhớt cho cái quả piston. Nhớt HP dùng ok không bác? Dạ nhớt HP ok nha. Em bán bên em thì chuyên nhớt HP, có hai dòng Estin và Huana. Em ưu tiên khách hàng của em mua máy của em nên dùng cái nhớt đó, và em bán những cái dòng nhớt đó thì ở đây người ta dùng cũng quen rồi. Khi em bán những cái nhớt đó thì ở đây máy giảm cái tỷ lệ hỏng rất là nhiều luôn. Đó, em bán máy và em gọi như là em không bán những cái dòng máy trước kia, là em không bán hàng Trung Quốc. Em chỉ nhận sửa thôi. Các cửa hàng khác bán nhưng mà đến em sửa rất là nhiều. Và mua nhớt của em rất là nhiều, và cái nhớt đó nó làm cho cái con máy nó bền hơn và người ta cảm thấy thích, người ta đến với mình. Mình bán cái hàng chất lượng thì anh em nó thích đến với mình thôi. Chứ mình cũng không phải là ấy. Rồi những cái quả piston ấy, em đang nói đến quả piston, rồi những cái bộ nòng nhá mọi người nhá. Những cái bộ nòng nó tại vì sao đây này, em cho mọi người xem này. Đây. Cho mọi người xem cái nòng xi lanh mới của 660 thì nó sẽ như thế nào nhá. Xi lanh nòng 660. Khi mọi người không phải là người ta sẽ không phải là mình roda là để roda cho nó láng hết cái đường vạch, cái đường xoáy của nhà máy đi đâu mọi người nhá. Trong cái nòng 660 đó, mọi người thấy là nó sẽ có bốn con ốc này, một hai cái phe này và một cái ắc piston này. Đó. Đây, mọi người thấy này. Trong cái quả piston này thì nó đã gắn sẵn một cái bộ bạc zin. Đấy, piston zin nha mọi người nhá. Đấy, có chữ S ngay đầu này. Đó. Ở đây có thể là mọi người sẽ hơi khó nhìn nhé. À, nếu như mọi người mà muốn nhìn kỹ được cái vạch này á, thì mọi người bấm vào cái nút 3 chấm ở góc bên cái nút 3 chấm nhá, trên màn hình mọi người có cái nút 3 chấm, xong rồi mọi người chọn vào cái chất lượng hình ảnh á, xong rồi mọi người đưa vào cái phần mà nâng cao á, chọn chế độ nâng cao á, xong rồi chọn vào 720p là nó sẽ rất là rõ nhá. Đây. Cái bộ piston này nó sẽ có những cái đường vạch ngang. Chà khó nhìn thế nhỉ. Đấy. Nói chung là trên quả piston này sẽ có những cái đường vạch ngang này. Cái đường vạch ngang đó là nó là cái đường tiện và cũng là những cái đường để nó giữ nhớt lại mọi người. Nó giữ nhớt lại. Nhớt đó nó sẽ len lỏi giữa piston mà làm giảm ma sát giữa quả piston này và cái nòng này. Đó. Trên cái nòng này thì nó sẽ có những cái đường xoáy, đó, cái đường xoáy. Đó, nó không hoàn toàn là bóng láng hết trơn như gương đâu mọi người nhá. Mọi người nhá. Đó, nó có những cái đường xoáy ngang để nó nuôi giữ nhớt lại. Đó,
Như vậy á, thì cái máy khi mà nó chạy nó sẽ có nhớt, nó nuôi quả bít tông, nó sẽ ít mòn hơn, nòng xi lanh bạc ít mòn hơn, và nó làm mát cho cái nòng này mọi người này. Đấy. Cái nhớt mà nhớt tốt nó bám dính rất là tốt, nhưng mà khi nó cháy là nó sẽ thành than, nó thành giống như là lá cây đốt vậy đó. Còn nếu mà cái nhớt kém thì nó đốt cháy nó sẽ keo lại, giống như mọi người đốt cái túi bóng hoặc là những cái ruột xe vậy đó. Nó sẽ keo lại nhá. Nó sau thời gian thì nó sẽ đóng lên trên này, đóng lên trên đỉnh này, bám trên đỉnh này, bám vào lỗ đó, bám vào cái lỗ xả này, làm cái lỗ xả nó hẹp lại này. Máy ăn nhiều thổi ra không được đấy. Rồi tiếp đến là nó sẽ đóng ở trên ngay cái đỉnh trên này luôn, nó làm cho cái thể tích buồng đốt nó nhỏ lại, rồi nó bám vào trên buji làm chết buji, rất là nhiều cái tác hại rất là nghiêm trọng đó. Ở đây thì Toàn cũng giới thiệu qua cho mọi người những cái vấn đề như thế. Anh chị em nào mà thấy cần tư vấn thêm những cái gì á, thì có thể là đăng ký kênh nhé. Rồi những cái video phát trực tiếp ngày hôm sau á, Toàn sẽ lên nói nhiều hơn cho những mọi người những cái vấn đề đó. Mọi người quan tâm có thể là lưu ý là những cái dòng máy của mình á, đang sử dụng mà nó có những cái trục trặc gì, những cái trục trặc gì mà cần khắc phục á, thì có thể là hỏi thì Toàn sẽ trả lời. Cũng giống như là ngày hôm nay thì Toàn trả lời cái anh khách, à không phải khách, anh thợ anh mới vào nghề, anh làm Honda, anh mới vào nghề. Anh nói, anh hỏi khá là nhiều những cái câu hỏi về dòng máy cưa, máy cắt cỏ, được cách, nói chung là những cái chi tiết gọi là của một người thợ bắt đầu bước vào nghề. Thì mình cũng cố gắng trả lời anh rồi ghép gọn video rồi hướng dẫn anh những cái gì mà nó mình có thể. Còn thôi cơm nước gì đi tháng để mấy đứa nhỏ chờ tội nghiệp dạng đúng không? Dạ cảm ơn anh. Thế con này không bằng Hu 353 381 pha nhớt 365 sao lại không bằng Hu 365 là sao? 365 nó cũng có lỗi anh, không có dòng gì là không có lỗi hết nha. Nhưng mà cái lỗi đó anh có biết hay không, hoặc là mình nhiều khi mình bỏ qua, để mà cái con mắt của thợ thì nhìn cái con máy nào nó cũng có lỗi hết ấy. không có con máy nào hoàn hảo hết, con máy nào nó cũng có lỗi gì thôi. Nói chung là mình biết để mình khắc phục, hoặc là mình né nó ngay từ đầu khi mà mua máy ấy, thì nói với lại người bán, người ta hướng dẫn cho, người ta chỉ cho, hoặc là người ta sẽ làm giúp cái xử lý cái phần đó nha. Chứ không có con nào là không có lỗi hết. Lỗi chỉ là một cái lỗi nhỏ thôi, lỗi bằng cái kim thôi, nhưng nó cũng là lỗi. Nếu mà không khắc phục nó thì sau này có thể là nó sẽ gây cho mình nhiều cái bất tiện trong cái công việc thôi, chứ nó cũng không làm hư hỏng máy. Thì kể cả như là bây giờ mọi người thấy cái máy bay nó cũng còn có trục trặc nữa mà, vận hành ở cái môi trường gọi là cần phải đòi hỏi cái sự an toàn rất là cao, nhưng mà chẳng có cái máy bay nào không có lỗi đâu mọi người. Máy sử dụng mà không lỗi là sai rồi. Dạ đúng rồi anh, tất cả các máy nó đều có lỗi hết, lỗi lớn hay lỗi nhỏ. Nhà sản xuất thì người ta sẽ không nói, nhưng nếu như phải nói như thế này, nếu mà một cái máy mà nó không có lỗi thì cái máy đó nó sẽ không bao giờ hỏng đấy. Mọi người có xem không? Mọi người có đã từng đọc chưa? Cái bóng đèn á, cái sở dĩ người ta sản xuất, người ta nghiên cứu ra cái bóng đèn nhá, cái bóng đèn sợi đốt đó, nó không bao, nó tức là nếu như cái ông làm theo cái tiêu chuẩn của cái ông mà sản nghiên cứu ra cái bóng đèn á, thì nó không bao giờ hư, tuổi thọ của nó gọi là kéo dài không bao giờ hư. Nhưng mà đến một nhưng mà khi mà ngồi ba ông hồi hợp tác lại với nhau để sản xuất ra, đi khi mà ra cái sản phẩm gọi là thương mại ấy, thì có một ông nói là cái bóng đèn này nó chỉ nên sử dụng được đến cái thời điểm đó thôi. Đó, vì khi cái bóng đèn đó nếu mà nó không hư hỏng á, thì trên trái đất này có bao nhiêu cái bóng đèn mọi người chỉ cần mua một lần và sử dụng mãi mãi, thì cái nhà máy đó khi người ta sản xuất ra thì cái hàng đó người ta, cái bóng đèn, những cái bóng đèn mà nó không hỏng thì người ta không sản xuất được và không bán được cho ai hết. Đấy. Tiêu chuẩn và tất cả mọi cái
mọi kỹ sư và mọi cái hãng, hoặc là tất cả những cái gì trên cái quả địa cầu này nó đều có hạn sử dụng hết. Không phải nó là bất tử đâu mọi người ạ. Nó khi mà kỹ sư nó làm ra thì nó phải tính toán đến cái thời điểm nào nó phải được thay để nó, để người ta có thể là bán được những cái mặt hàng khác. 651 nó đắt gấp đôi 365. Dạ, đúng rồi, đắt gấp đôi, hơn gấp đôi. Nhưng bạn Tranh Hùng nói con này không bằng 365 là chưa đúng. Dạ Trần Hùng. Nói chung là để về nói về thường thì anh em sẽ so về công suất nhiều hơn. Dạ em lại cúp máy của một anh khách nữa rồi. À, một anh khách anh điện em lại cúp nữa rồi. Thời gian là bất tử. Thắng máy cơ xích 86. Thời gian là bất tử. Ok anh Thắng nhá. Con 660 nó đắt gấp 3 lần con. Anh dạ rồi, chắc có lẽ là em sẽ để những cái bình luận, những cái đánh giá hoặc là những cái tranh luận ở video tiếp theo. Hôm nay em xin phép mọi người nhé, cho em xuống like ở đây và hẹn gặp lại mọi người ở một cái video ngày mai. Thì em sẽ lên cùng trao đổi với mọi người và chia sẻ nhiều hơn với mọi người. Nếu mà mọi người yêu quý Toàn Máy Bái thì có thể cho Toàn xin một like, hoặc là chưa đăng ký kênh thì hãy để lại một đăng ký kênh, nó hoàn toàn miễn phí. Mọi người chỉ mất khoảng 3 giây thôi, mọi người đã có thể giúp Toàn đạt được những cái gọi là ước mơ đó. Dạ, xin chào anh Chiến Gia Lai, xin chào anh Đạt, Hà Văn Đạt, chào anh Thắng nha. Dạ, chào tất cả mọi người, chào tất cả mọi người, chào tất cả những anh em. Nói chung là anh em comment ở trên này thì em đọc tên thì chắc có lẽ nó cũng không đầy đủ đâu. Đó, xin chào mọi người. Để cho các cháu ăn cơm cũng muộn rồi, 8:23 rồi. Mình thì người lớn thì thế nào cũng được, nhưng mà trẻ con thì đôi khi nó đói nó không chịu được. Rồi, bye mọi người nhé.